thì mình có quá nhiều cái lựa chọn, xe nhiều quá thì quá nhiều cái lựa chọn, chúng ta có thể nào lựa chọn thoải mái thật thoải mái luôn đó, các kiểu từ trong ra ngoài đó, xe từ trong ra ngoài, từ trước ra sau đó, từ trái qua phải luôn. Xin lấy ra đại khái 6 chiếc để quay giới thiệu với các bạn nha. Đó, em xin giới thiệu với các bạn các chị tự trưng 6 chiếc xe hôm nay em á. Đó, và với cái chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các chị, đó là chiếc xe Honda NS màu đỏ đen xì bò, cực kỳ mới luôn. Đó, hôm nay là giá nào cũng bán, giá nào cũng bán, mua bao nhiêu cũng bán luôn nha các bạn. Cứ là tới có mua là có bán. Có xem là có được mua được xe, có mua là có bán, không bớt là không bán luôn, có bán là có thiếu luôn, thích thiếu là thiếu luôn, hỗ trợ luôn tối đa cho các bạn các anh chị luôn. Như cái chiếc xe này, xe đời mới Honda NH Việt Nam đời mới, chìa khóa bên cây lên Honda NH Ý 2012, tuyệt đẹp luôn, mới từ trong luôn các bạn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ đằng trước ra đằng sau. Chiếc xe này em nó mang biển số là 59B224491 24491, màu đỏ đen sport, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn, máy móc thì cực kỳ anh chỉnh luôn. Và với chiếc xe Honda NH này thì mình mong muốn bán với giá là 64 triệu, 64 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị cái mẫu Honda NH 2019 150, xe phiên bản thời trang 2019, NH 2019 đèn led 2 tầng màu đen, bạc, hai màu tương phản trắng đen, rất là bắt mắt luôn. Đồng hồ đời mới này nó rất là to các bạn, và xe thì 2019 rồi nên mặc định em nó là chìa khóa phải là bít cây thông minh đó. Và với những cái chiếc xe này thì rất là phù hợp cho các bạn, các anh chị mà đi làm văn phòng hay là các bạn trẻ thì thời trang chạy nó rất là đẹp, phải không? Xe thì mình đầu tư có tiền vừa phải nhưng mà mình đi nó rất là ngon và rất là ít hư hỏng quặt. Xe mặc dù là Việt Nam nhưng mà chạy nó rất là thời trang, rất là thanh lịch và rất là ít hư hỏng quặt. Chúng ta đi những chiếc xe này chúng ta có thể chỉ đi làm và lượm lúa kiếm tiền đi về thôi đó, mình yên tâm. Còn có khi những cái chiếc xe mà đời trước đây á, có khi nó mất tiền hơn những cái chiếc xe này nhưng mà nó lại thỉnh thoảng nó hư vật. Nên những cái chiếc xe Honda NH Việt Nam mà đời cao là những cái lựa chọn rất là chuẩn. Và với một chiếc xe Honda NH 150 và cuối 2019 này em mong muốn bán với giá là 88 triệu 500, 88 triệu 500 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và quay trở lại cái dòng phổ thông hơn, đó là chiếc xe Honda NH Việt Nam màu trắng, lên Honda NH Ý luôn, nhưng mà rất là mới nha các bạn, thấy không, đồ là tuyệt đẹp. Đây là một cái phiên bản, một cái dòng xe thời trang rất là thanh lịch nhưng mà cái giá tiền thì rất là bình dân, xe của mọi gia đình. Hồi đó là một cái chiếc xe Honda NH là một cái gì đó nó rất là xa xỉ, nó rất là giống như là cao cấp, nhưng mà bây giờ nó đã trở lên rất là phổ thông và thông dụng, giống như chiếc xe Honda NH này. Mặc dù em nó rất là đẹp, em nó rất là đẹp, đời thì rất là cao, mà nó rất là còn mới đẹp kìa nè các bạn, đẹp mới tinh luôn, từ ốc tán cho đến cuộn 7 màu, ốc còn chấm sơn mực, còn nó nói chung là vỏ lớp ốp sơn gì còn đều mới tinh hết. Và với một chiếc xe 59F2 31304 này thì mình mong muốn bán với giá là 67 triệu, một chiếc xe tuyệt đẹp luôn đó, một chiếc xe của mọi gia đình đó, chúng ta có thể chở trên toàn bộ gia đình chúng ta đi một chiếc xe này với khoảng 4 thành viên, hai vợ chồng hai đứa con đi là chuẩn đẹp luôn, đi làm, đi đám cưới, đi học, đi ngoại giao gì cũng phù hợp nha các bạn, với mức giá là trung bình đó, rất là phù hợp. Và những cái công nghệ này mới nó được tích hợp sẵn vô xe rồi đó, đó là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc, không cần phải đầu tư 1-200 triệu 2-300 triệu mua Honda NH Ý đời mới
đời cũ gì các bạn, chỉ cần vài chục thôi, cụ thể là 64 triệu, và có một chiếc xe Honda hay đó, tuyệt đẹp rồi. Giấy tờ là chính chủ nha các bạn, bao chạy bao thử bao, ký giấy sang tên, bảo hành toàn quốc luôn, mua ở đâu bảo hành ở đó luôn các bạn, hư ở đâu cho nhân viên tới kiểm tra sửa chữa liền. Nhưng mà ít có hư lắm, mình nói vậy đây cho các bạn các anh chị yên tâm thôi, chứ mà ít có mấy cái xe này nó ít hư lắm đó. Còn quay lại thêm một cái chiếc xe Honda nát màu xám xi măng mà màu thời trang này cực kỳ đẹp, này là phiên bản bản đĩa ABS, rất là đẹp, nhiều các bạn trẻ quan tâm đó. Cái nát 2019 mà bản đĩa ABS màu xám xi măng cực đẹp đó, cực đẹp mà. Tuyệt đối an toàn luôn. À, với một cái chiếc xe Honda SH 2019 bản đĩa ABS tuyệt đẹp như vậy, chìa khóa thông minh luôn, mặt cảnh luôn các bạn, còn rất là đẹp, rất là mới này, thì chiếc này mình mong muốn bán với giá là 92 triệu nha các bạn, 92 triệu. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là xin giới thiệu qua các chị một chiếc xe Honda SH nhiều ý, hay là còn gọi là hạng bạc cục các bạn. Chiếc xe này thì nó không phải là cái dòng xe đời mới, nhưng mà một cái dòng xe đã được khẳng định hơn tên tuổi và thời gian rất là lâu rồi, đó là Honda SH Việt Kiều Ý, hay là còn gọi là hạng bạc cục. Nó rất y chang là xe SH Ý rồi các bạn, nó giống y chang như Honda SH Ý luôn, màu đỏ đen xì bọt, màu đỏ đen xì bọt. Các bạn các anh chị biết rồi, xe Honda SH Việt Kiều Ý thì nó là năm đầu nha các bạn, Honda đó là năm đầu, xe này là coi như đời 2011 năm 2007, xe này mang biển số là 59D1-03170. Và với chiếc xe Honda SH Việt Kiều Ý thì tất cả mọi đồ của em nó là y chang như đồ Honda SH Ý, nó chỉ có khác nhau cái là hàng Honda SH Ý là nhập Ý, là ráp từ bên Ý, còn Việt Kiều Ý hay là hàng ba cục này là xe của đồ của Ý nhưng mà ráp tại Việt Nam nha các bạn, để tránh thuế thôi, né thuế hàng linh kiện thôi, chứ còn đồ của xe Việt Kiều Ý có thể lót qua được đồ xe Honda SH Ý, nó cũng tương thích như nhau. Và đặc biệt là xe Việt Kiều Ý này đã được lên chìa khóa thông minh đứt cây luôn đó, được chạy rất là ngon, máy cực kỳ ngon luôn. Và với một cái chiếc xe Honda SH Việt Kiều Ý đời cuối 2011 này thì mình muốn bán với giá là 93 triệu, 93 triệu nha các bạn. Đó, em xin cảm ơn. Và cuối cùng là em sẽ giới thiệu tượng trưng với chiếc xe đời cuối 2022 đó, đời cuối 2022 đó, màu trắng tuyệt đẹp không, đời cuối. Phiên bản này là thời trang, một cái chê gì đó các bạn, mình thì không muốn gọi là một cái chê mà mình chỉ nói là mắc hiếp thôi. À, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới từ trên xuống dưới, trước ra sau cái xe nó hoàn chỉnh. Với một cái chiếc xe Honda SH màu trắng 2022 này, 2022 này biển số là 59K2-60954, nó tuyệt đẹp như vậy, mua về là chỉ việc đi, đi làm đi đến nơi về đến chốn, đi chơi đi làm về đều ngon lành cành nào hết, đi làm thì ra tiền, mua về đi những chiếc xe này rất là tinh tế nha các bạn, đi chiếc xe này một năm lấy vốn luôn các bạn, làm ăn phát tài luôn. À, và với chiếc xe này thì em mong muốn bán với giá là 77 triệu cho một chiếc xe Honda SH, rất là tinh tế và rất là đẹp, rất là thời trang luôn. Nếu mà các bạn các chị lựa chọn đây là một chiếc xe rất là đáng cân nhắc và lựa chọn hợp lý nhất, ngoài ra còn khá là nhiều cái xe khác, thì mong các bạn các chị hãy tới cân đối và cân nhắc và lựa chọn và test thử các kiểu, khi nào mình hài lòng vừa ý thì mình chọn cái xe nó vừa ý nhất nha các bạn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất là nhiều.